Sau khi mà được 5-6 lon rồi bắt đầu cái men của ảnh lên rồi. Xong ba hỏi chuyện là giờ bác hỏi thật chứ con quen con gái bác con có tính gì không? Nhưng mà ảnh mới nói dạ con đâu có rảnh đâu mà con quen vẫn chơi. Chào hai bạn. Mời chú rể giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Trương Minh Thế, hiện đang là giảng viên của khoa Y học cổ truyền Đại học Y dược TP HCM. Còn em? Dạ, em là Trần Thị Minh Ngân, hiện tại là em là nhân viên văn phòng. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 26 tuổi. 26, còn em? Dạ, năm nay 30 tuổi. Hai em quen nhau trong trường hợp nào? Như thế này, em là trước đây là có đi khám bệnh ở phòng khám của anh Thế. Cách đây 2 năm rồi thì em cũng không có ấn tượng gì lắm. Nhưng mà mẹ em thì rất là có ấn tượng với ảnh vì thấy anh đẹp trai. Mãi sau này cách đây 1 năm, tình cờ em quay lại phòng khám của ảnh, em khám bệnh. Thì ảnh mới nói với em là thấy mẹ em bệnh như vậy, anh sẽ khám bệnh với chăm cứu cho mẹ em miễn phí. Dạ, em qua đến khám chỉ lý do là bị nổi mụn với bị ngứa. Ấn tượng ban đầu rất là lạ. Vợ em là vô khám bệnh thì thường bệnh nhân sẽ có một cái hay là có một cái tâm sự, có nỗi buồn, ta muốn kể với bác sĩ là những cái bệnh tình ta thế nào đó, ta sẽ giải bày tất cả. Còn riêng vợ em đến khám thì vẫn ngồi xuống khám mà mặt cứ đơ đơ thế nào, em hỏi trả lời, không hỏi cũng không trả lời. Em thấy rất là lạ một điều là sao nhìn cái mặt cô này cũng xinh xắn, cũng dễ thương mà sao có gì ta? Khám bệnh mà sao không có hào vậy? Tại vì á, em bị bệnh lâu rồi mà mỗi lần gặp bác sĩ á, là bác sĩ kê thuốc. Bởi vì khi em gặp ảnh lần đầu tiên á, sợ không dám khai bệnh nên là cứ đơ đơ vậy đó. Rồi Thế kê toa bao lâu thì mới thấy cô này có gì đó đặc biệt, và chắc chắn là Thế phải là người theo đuổi cô này trước đúng không? Dạ ngược lại anh, tại vì khi khám bệnh cho vợ thì một vài lần vậy thôi, em cũng qua đi cũng không có hội tiếp xúc. Nhưng đến một cái ngày đó thì mẹ vợ đến khám, em mới thấy mẹ vợ có cái biểu hiện là thấy cũng hơi lạ. Em hỏi thăm thì mới phát hiện là mẹ vợ có cái dấu hiệu là bị thoái hóa cột sống cổ, cho nên thì nó đề nghị mẹ vợ đến để em chăm cứu thêm. Thì sau một thời gian chăm cứu xong thì mẹ vợ có tiến triển tốt tới để em, tại vì hỏi thù lao thì em không có nhận. Tức là mẹ em mời ông xã em đi ăn. Mẹ mới mời ông xã đi ăn rồi mới dẫn em theo, nói là thôi đi ăn cho vui, nhưng mà thực ra là em đã biết mẹ em có ý định làm mai rồi. Rồi đi ăn rồi quen nhau bao lâu thì mới chính thức yêu nhau? Tính là cái buổi gặp nhau hẹn hò đầu tiên á, là em chủ động em mời đi đi xem kịch, coi như cái buổi đó buổi đầu tiên. Nhưng mà cái ấn tượng đó thì thực ra nó là buồn hơn chứ không phải là vui. Nhưng mà bữa đó trời mưa, vừa chạy mà vừa lo trễ giờ, mà vừa suy nghĩ một cái chuyện đó, nó cũng nhỏ thôi. Bây giờ đến nhà cũng nếu gặp ba của bạn gái mình mà nếu mình kêu bằng bác, nhưng mà mình lỡ mình kêu của mẹ là bằng cô rồi, mà giờ cô rồi bác trai, ủa vậy là sao? Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, suy nghĩ chạy hồi tới nhà, tới ngay cổng thì ba vợ đang ngồi uống nước trà ở bên trong. Em mới giơ tay lên, dạ có Minh Ngân ở nhà không chú ơi? Thế thì ba vợ mới đi từ trong ra, chưa mở cửa là ba vợ nói là tại sao con đến nhà của bạn mình mà con hỏi không có chủ nữ gì nữ gì trơn, có nhà không Minh Ngân là sao? Dạ con xin lỗi chú, chứ nãy tại xa quá mà ngồi xa mà trời tối con có nói dạ chú ơi có Minh Ngân ở nhà không, con có nói vậy mà tại nhỏ mà không nghe. Cái ba bà nói thôi nếu con nói vậy thì cho bác xin lỗi. Cha em thấy cha có chuyện lớn rồi nha. Rồi vậy chứ đến nhà của ba của bạn mình tại sao không gọi là bác mà là chú? Dạ này con cũng xin lỗi bác, chuyển tâm liền. Nhưng mà có con cái em nói dạ thôi giờ bác trẻ quá, mà ở dưới miền Tây con thì nếu mà ai nhỏ tuổi hơn ba con kêu bằng chú. Nhưng mà giờ con lỡ vậy thôi xin lỗi bác. Lúc đó là ba em đã có ấn tượng xấu với ảnh rồi. Thứ hai nữa là ảnh đẹp trai. Trai đẹp là đểu, em biết không, người lớn người ta suy nghĩ như vậy. Rồi còn cái vụ nào mà anh này là khiến ba em khó chịu đâu? Cái vụ mà khó chịu nhất mà đỉnh điểm nhất mà em nghĩ là chia tay luôn á, là cái đợt ngày Tết ngày mùng 1. Thì ảnh vô nhà ảnh cũng uống với ba em một vài lon. Sau khi mà được 5-6 lon rồi bắt đầu cái men của ảnh lên rồi. Xong ba hỏi chuyện là giờ bác hỏi thật chứ con quen con gái bác con có tính gì không? Nhưng mà ảnh mới nói dạ con đâu có rảnh đâu mà con quen vẫn chơi. Thực ra mà... không phải em phải đánh tính một chuyện là này nó mất điểm. Tại vì trong đầu em á, lúc đó là cũng đã 6 lon là thấy là cũng tê rồi. Từ dưới quê chạy xe lên là uống 6 lon là mệt là tê rồi. Mà lúc đó là ba cứ hỏi tới hỏi lui hoài, mà trong khi thời gian hai đứa gặp nhau chỉ khoảng 1-2 tháng thôi, tự nhiên em lại buộc miệng nói vậy con đâu có rảnh rỗi đâu mà con quen chơi vậy. Rồi sao xong sao mọi người xung quanh đứng hình hết trơn. Ba vợ là rồi mời anh về. Cấm luôn. Dạ cấm luôn. Rồi làm sao để hết cấm? Ông xã em á là có
cái tính tự ái rất là cao. Em biết là khi mà ba nói như vậy là thế nào anh cũng tự ái anh bỏ về quê. Ba em thì chắc chắn là không thuyết phục được rồi, cho nên bằng mọi giá là em phải lên em gặp ảnh. Xong em phân tích cho ảnh nghe là anh sai ở điểm nào, đáng lý là anh không nên nói điểm nào. Và ba cũng sai ở điểm là đáng lý là mới quen nhau thì ba không nên đề cập như vậy. Nhưng mà anh là phận con thì anh nên nói khéo. Cái chồng thấy cũng hợp lý quá, bắt đầu cái về dùng chiêu năn nỉ lại ba. Rồi lấy được lòng không? Tại cái tánh là nói thẳng thôi chứ không có phải là như vậy. Không phải là bổ bả vậy. Dạ, tại là tại xịn quá. Sao phải lấy được lòng? Nhưng mà trước đó trong thời gian yêu thì hai bạn có đi đâu chơi xa, đi du lịch hay không? Dạ có, trong cái thời gian đầu, trong cái thời điểm mà lúc đó ba vợ cũng không thích em. Nhưng mà thấy có cơ hội càng là càng thích là càng em, đi. Tôi rủ vợ đi chơi, qua chương trình này xin lỗi ba luôn. Ba chưa có ý. Tại vì lúc đó ba giận á thì ba nói là muốn làm gì làm. Rồi sao mà sao nếu đi du lịch vậy rồi mẹ có sợ? Mẹ sợ lắm, trước ngày đi du lịch thì là mẹ ngủ không được luôn, lo lắng. Mẹ lo về chuyện gì? Lo là sợ bác sĩ đâu cưới. Mẹ nói là thôi đi du lịch nhưng mà đừng làm gì nha. Đừng làm gì nha, ngủ riêng nha. Rồi chồng thì nói gì? Thực ra là những cái đó là nó trong cái chương trình. Nhưng mà có một cái là ý trời thôi anh. Nói những cái... tới cái ngày đó là đèn xanh nó không xanh mà thành đèn đỏ. Trời à, là dạ hai lần đều như vậy hết. Vậy là ông trời là không mà thật ra là tại vì em biết như vậy cho nên em mới đi du lịch. Tại đến giờ là chồng luôn biết. Như vậy có nghĩa là tụi em giữ gìn cho đến đêm tân hôn luôn hả? Đúng vậy. Dạ coi như là cái đèn đỏ nó bật đúng thời khắc đúng không? Đèn xanh chứ nó... đèn đỏ những lần đi chơi đèn đỏ nó bật ra là đêm mà đêm tân hôn phải... đêm tân hôn đêm tân hôn đèn vẫn đỏ. Trời đất ơi, đỏ hay sao kỳ trời. Cái lạ lùng vậy. Đừng có nói với tôi là cái đêm tân hôn của này cũng do cái ý của em luôn nha. Cái đó là ngoài ý muốn nhưng mà hình như là mỗi lần đi chơi là anh cứ chọn những cái đúng ngày đó. Rồi sao? Rồi đỏ mấy bữa thì mới xanh. Dạ sao? Hết đỏ là xanh liền á. Vui không cưng? Dạ em thấy cũng không có vui gì lắm. Mặc dù em là bác sĩ thì em cũng lý thuyết thì nhiều. Nhưng mà lúc đó mình cũng xài hết chiêu rồi mà sao thấy nó cũng khó khăn quá. Ở vậy sao? Sao đêm tân hôn là mặt ảnh nổi mụn không? Bứt rứt trong người khó chịu. Nhưng mà lúc đó em có khai phá được không hay là vẫn... Dạ nói chung tiến độ thì chỉ qua cái cắt băng không thành thôi chứ còn... Thôi là cắt băng trễ chứ em mà biết cắt băng sớm vậy là em lấy chồng thôi. Giờ em thấy lấy chồng là vui chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ hỏi chuyện này là hết vui lại nè. Lấy về rồi có phát hiện không? Có điều gì xấu không? Ảnh rất là nóng tính. Ví dụ như ảnh đang nấu một nồi canh chua, xong em mới hỏi là anh ơi rửa chén chưa? Anh quay qua ảnh nạt em liền. Để đi anh rửa cho. Em mới hỏi là tại sao em hỏi anh mà anh nạt em vậy? Anh đang suy nghĩ mà em hỏi gì? À. Anh suy nghĩ gì? Anh đang suy nghĩ là bỏ bạc hà vô trước hay là cà chua vô trước? Thì thôi mà cũng đạt vậy thôi. Xương vậy đó. Em có một cái ưu điểm là em khi mà em tập trung cái gì đó em tập trung ghê lắm. Nhưng mà cái khuyết điểm là em tập trung rồi thì em không biết ai hết trơn á. Cho nên là vợ cứ lải nhải là em bập liền. Lúc đó bởi vì không có kiểm soát được. Cắt ngang dòng suy nghĩ đúng không? Lúc đó đang mong mất ông dặn rồi, mong đang nghiên cứu gì đó đừng có vô dính chim tùm lum. Thôi. Nó đang ngồi lấy chim chăm cứu hơn ngồi tham khảo. Khi nào mà em đang dày cái châm cứu á rồi vợ hỏi cái châm lộn qua cái quỳ khác không chắc chết á. Mà thật ra anh có đang suy nghĩ hay không em không biết, tại vì nhiều khi những được, đúng những cái việc rất là nhỏ như em nói cái bữa anh đang sửa cái tủ 8 giờ mấy rồi em đói bụng quá, giờ em nói là anh ơi em đói bụng quá vậy mà cũng nạt nói tối ngày biết ăn. Thực ra không phải đó, em ráp cái tủ lắp ghép mà nó vô hết 4 tầng rồi, tầng cuối cùng là không vô được. Em đang rất là bực bội trong người. Vợ nó bụng, nó bụng. Tôi không gì, tôi đang làm chưa xong mà nó bụng ra. Rồi, còn vợ em có tật xấu gì? Dạ em có muốn vợ em thay đổi đi vậy? Bớt nhõng nhẽo đi. Phải mạnh mẽ lên chút. Nhìn xinh đẹp gì không nhõng nhẽo mới là lạ đó. Bớt nhõng nhẽo là xấu bớt đó nghe. Dạ, phải mạnh mẽ lên, robo lên. Anh làm cực thì em phải về phải lao vô phụ. Nhẹo là chết. Em muốn chồng em thay đổi đi gì? Em muốn ảnh là bớt nóng tính đi. Lúc la vợ là phải cân nhắc. Không phải muốn la là la nạt đâu. Nạt vợ chứ đúng không? Còn gì nữa không? Rồi Di phải đi ngủ sớm nữa. Bây giờ vậy nè. Trước khi mà chị tâm sự với hai em á, đầu tiên chị nhớ sao chị phải nói liền. Đừng bao giờ cho ảnh châm cứu tại nhà nha. Anh biết lý do tại sao không? Tại sao ạ? Để lúc đó đó đừng có cái sự mất tập trung của ảnh á, anh nổi cấu lên là ảnh đâm lộn cái việc phi tiêu. Ông có nói thiệt, tại vì cái này đó là giống như bệnh nghề nghiệp rồi, khi mà một bác sĩ với một bệnh nhân á thì khi đó anh tập trung tối đa, không có ai lèm bèm lọt bọt ở bên cạnh thì anh mới tập trung được.
Em hiểu không? Thì dạ, chị dặn trước đừng có cho châm cứu tại gia, nghe chưa? Dạ, em sợ kim lắm, mỗi lần anh châm cứu em chạy mất dép rồi. Anh châm cứu mẹ cũng vậy, đưa mẹ ra phòng mạch châm cứu đàng hoàng, đó là cái dặn dò đầu tiên. Còn cái việc gì, theo chị cảm nhận, em tạo cho vợ em cái sự mất tự tin cho bản thân mình, sợ em la sản á, đúng không? Có nghĩa là gì nè, không biết lúc nào em sẽ nổi điên lên, em sẽ nổi cáu lên, em la. Đúng rồi. Cho nên vợ em hoàn toàn mất tự tin trong cái chuyện chủ động. Dạ. Mà không những cái đó, sẽ còn nhiều cái khác vợ em mất tự tin. Thì cái đó em tự suy nghĩ để mà tạo cái sự tự tin lại cho vợ em, đúng không?